Nào, Aster. Lời ban đầu tiên. Ban gì nhỉ? 10 seconds remaining. Mình tin thì ở Việt Nam thì cái bộ phận game thủ hardcore thì vẫn còn, chẳng qua là nó cũng ít dần rồi các bạn. Dire team ban. Radiant team ban. DK ban. TA ban. Nam sẽ ban thêm gì ta? Nick vẫn còn, nhưng mà họ lại có foot pick. Còn ngày xưa anh nghĩ Dota 2 do kiểu là trend ấy, đến lớp nói chuyện mấy thằng kể với nhau, ủa hôm qua tao đánh con này con kia, tao lên được cả kiếm chéo này rồi mặt lên tốc được cả kiếm chéo. Kiếm chéo mặt tốc, ngày xưa cái Divine bọn em gọi là cái kiếm đơn anh ạ. Kiếm đơn mặt máu lan này, ủa tao khỏe lắm, tao cứ lao vào chúa tao đấm ủa. Xong kiểu đến mấy thằng trẻ con cứ ngồi bốc phét với nhau ấy, 5-6 thằng tụ vào. Dịch ngay, không bàn thì làm luôn con, xin bộ hung. Hồi đánh Dota 1 em biết khù khờ nỗi là gì không? Ra ngoài quán. Thế là kiểu hôm đấy là định là mấy thằng trong lớp đánh cùng với nhau thôi. Lập team đánh 3v3. Xong rồi tự nhiên là có hai ông ở quán ông bảo là bây giờ chúng mày đánh 5 người, bọn tao đánh 2. Xem ai thắng. Nếu hiểu kiểu gì đánh 5 người vẫn thua hai người. Cày thật. Bây giờ các ông thử vào đây đấm các ông vỡ mồm luôn. Không hiểu cái chương mình đánh Dota kiểu gì mà 5v2 vẫn thua. Sợ thật. Không sao anh, bọn em cũng party năm xong gặp năm ông nhưng lại ngồi cùng quán, thế là hai ông có việc phải đi về, ba ông kia vẫn cứ chơi, xong mình mới lè lè bảo đây rồi, năm đánh ba thắng rồi anh em ơi, vào ba ông kia đấm cho không trượt cái nào luôn. Cấp 3 mình học Liquido, cấp 2 mình học Trần Phú. Chính ra là cấp 3 đáng lẽ mình học Trần Phú, nhưng mà mẹ mình lại bảo là học Linkido cho gần nhà. Thì đúng là gần thật. Tôi đi bộ một tí thì đến. Nào Lina. Một bên thì có Hoodwing. Hoodwing Void à? Không dị lắm. Nhưng mà thường nhá, anh không thích là pick Hoodwing khi mà đối phương có nick. Tại vì con nick này gần như là không sợ cái Substitute. Đúng rồi, tại vì là sao? Hồi đấy là một team là có một cái lượng tiền nhất định các bạn ạ. Nếu mà có càng nhiều người thì nó càng chia ra. Vì nhớ hồi đấy nhiều nhất là nếu mà các bạn random là các bạn sẽ có 825 gold. Là vừa vào đóng được, ví dụ như là anh em mua hai cái Bracer chẳng hạn, thì anh em mua hai cái mảnh của nó thôi. Thì anh em sẽ mua được hai cái như vậy. Mua được hai cái Cyclades với cả hai cái tay cộng thêm 6 tango. Hồi đấy là đồ chuẩn như thế. Tức là cứ random là ra mua đồ như vậy. Xong rồi chạy ra lên là siêu khỏe. Đấm thằng nào cũng được. Còn nếu mà các bạn pick thì như là chỉ được có 675 mới giao ấy. Vì pick tướng mất tiền mà. Nhưng mà hai ông kia thì vừa vào, mẹ mỗi ông mấy nghìn tiền. Sổi ôi chán. Ra phát thấy ông cầm mấy cái đồ nhựa. Ra phát nữa thấy nữa cầm cái power cheat. Nhưng mà em nghĩ là cái cơ chế đấy cũng ổn. Bởi vì đã là 2 đánh 5 rồi. Bây giờ mỗi ông một skill. Ờ đúng rồi, bây giờ Trần Phú thì lại siêu gần các bạn. Bây giờ Trần Phú 3 thì nó lại ở ngay cái đoạn ngã năm cắt bi. Ủa, bây giờ Trần Phú 3 đẹp thật, đi qua đấy trường. Cổng vòng cung, trông kiểu thiết kế hiện đại dã man. Nhà ông anh mình thì đang xác định là cho con hẩu ở đấy rồi. Cho quả con gái học ngay ở Trần Phú 3 ngay. Bây giờ con phải chăm học nhá. Nhưng mà sớm quá, bây giờ nó mới 5 tuổi. Em biết tuổi cái gì đâu. Xác định học cấp 3 ở Trần Phú ạ. Thì cả nhà định bảo thế. Tại vì ngày xưa là bố nó cũng học Trần Phú. À. Ờ. Anh thì học ở Trần Phú. Fearless Void, Hoodwing, Luna. Bên phía Aster thì có Nick Assassin, Lina, SD. Ok này. Nick Nick
vẫn là Faded Void, Faded Void của Red Panda. Tiny dành cho Tiny á. Lâu lắm rồi không thấy Tiny đâu đấy. Em ơi, trận này là có kèo gì nhỉ? Đúng đấy, anh thấy là có một bạn ra kèo nhưng mà anh em mình ngồi nói chuyện quá. Aster Mappa của bạn nào nhỉ? Aster Mappa. Anh đang nhìn. Chưa thấy. Mà anh em chat nhiều quá. Cứ ngồi mải nói chuyện với các bạn thế là cũng trôi hết rồi. Không, tất nhiên là nó vẫn học bình thường, ý là về sau nó sẽ thi trường đấy để học cho gần nhà. Nhà ông anh mình ở Văn Cao thì đi ra chỗ đấy mỗi tí. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Nào, Aster sẽ ban gì đây? Ban Sun King. Nguyễn Thắng Lợi à? Aster map 3 100k. Đâu nhỉ? Đây rồi, đây rồi. Ok, cảm ơn bạn Nguyễn Thắng Lợi. Đúng rồi, lúc ấy anh có đọc nhưng mà chắc là mà nói chuyện quá, thế là quên. Sĩ Nguyễn Hồng Xiêm thì bảo là banh bị lỗi. Chờ chờ tí. Mars dành cho các thành viên của Aster. Cảm ơn bạn Tuấn Hoàng đã nhắc. Cảm ơn bạn. Trận này thì hai team đánh cũng khá là vui vẻ, cũng như là anh em trên kênh chat thì bàn tán sôi nổi quá nên là tôi bị lạc sang vấn đề Dota 1. Nhưng mà tí nữa thì trận hai anh em mình tập trung em ạ. Cái quả gọi là LGD với cả VG. VG nghe căng. Bình thường ai đội đấy lại là ông vua tấu hài của giải đấu ấy chứ. Kéo vào lại thấy một bên bất chơ. Bên kia là quả cái gì đâu. Pozozo cầm Doom Carry nữa thì thôi. Lại là vui cả lò luôn. Nào, lựa chọn đến từ các thành viên của ING sau khi pick a Tiny. Tiny này trong tay đi Stone à? Anh ta đặt tên là đi Stone, chơi một con hệ đá. Bây giờ thì offland nhỉ? Offland phối hợp với cả Hoodwink chăng? Pago dành cho các thành viên của ING. Một lineup trông phải nói là quá khéo. Pago, Tiny. Thực ra để nhìn kỹ nhá, là Lina không có khả năng xử lý hai con này, cả Tiny cả Pango. Nếu mà hai con này cùng sổ vào thì gần như là Tina bốc hơi luôn. Chờ lúc này Aster chỉ để chơi bằng một con Medusa thôi. Game này khó đánh em ạ. Anh nghĩ là game này ING dễ đánh hơn. Nhưng mà đấy là giai đoạn đầu game, chứ còn về tầm mid và late game khi mà Medusa giàu rồi thì nó bắn hết. Nên là trận này cái điều mà Aster cần đó là con Lina này cần phải hold lại trận đấu. Cố gắng là đầu game khỏe khỏe tí. Nếu mà anh ta có thể làm cho Tiny farm chậm lại ở giai đoạn đi lên thì Tiny sẽ không blink sớm. Không blink sớm thì rất là khó đi ganh. Thế là hai support của bên phía team Aster khá là khỏe. FD cả Nick Assassin. Trong kiểu Faded Void và Hoodwink trông hơi khó để so sánh với cả Nick Assassin với SD. Lượng đam follow trong lồng của họ cũng tương đối kém. Nếu như cái lồng đấy phải úp có cả Luna ở trong thì lượng đam follow rất tệ. Nên là không có gì cả. Đây là một đội hình mình nghĩ là cố gắng để đi đánh nhau lẻ thôi, gây áp lực thôi chứ còn chưa thấy có cái cửa nào để cho cái đội hình này chiến thắng cả. Lượng đam rất là thiếu thốn về tầm thời điểm mid game. Tiny không phải là một con gây đam quá mạnh tầm thời điểm mid game nha. Bạn thì là SD, là Nick Assassin. Combo Tiny sẽ rất khó để có hiệu quả. Có một cái combo để đi bắt lẻ khá là nhanh. Tiny tot lên xong sharpshooter. Vì Tiny tot lên thì sẽ gia tăng lượng đam. Đây, Will take extra 30% đam. Tăng thêm 30% đam nữa. Tiny tot lên, swap cổ, rồi bắn sắp xuống tơ, đam khá lớn. Nhưng mà để cô bắt tổng thì mình tin là Aster sẽ là người có lợi thế hơn. Bắt tổng họ có một con SD, có con Nick Assassin, có Medu, hay thậm chí là đến cả cái stun của con Lina là một cái skill rất là khó chịu. Mass nữa, cái con hero cô bắt tổng rất mạnh, tầm thời điểm đi lên cũng tuyệt vời nữa. Game 3 có khi là Aster thôi anh ạ. Nếu mà để mình lựa chọn thì mình sẽ tin Aster. À, trận đấu này thì gì xử lý Medu không ta?
có Flyby cũng là quấy quả đấy. Chưa chắc. Vì Fallet Void trận này không có đam follow nên mình nghĩ Red Panda trận này sẽ tương đối là phế. Red Panda nếu mà úp lồng ra thì có Luna tạm tạm. Luna nếu hôm nay một cái đam len thì có thể đứng từ ngoài lồng đánh vào. Tiny cả Van Gogh thì thực sự đây là những cái con mà dồn đam vào lồng không ngon lắm. Tiny cái tốt cộng Outland là phải đối phương lại bay lên trời, nhưng mà Tiny mà combo từ sao lại không được bao nhiêu đam. Đồng cái là nếu mà Tiny lên được gậy xanh thì rất là khỏe. Gậy xanh ra lên lớp. Đúng rồi, gậy xanh Crit 2 ném chi vô lây. Ngày trước thì cũng có cái combo đấy, nhưng mà mình nghĩ là bây giờ cái combo đấy khá là khó thực hiện. Sao người cái combo đấy khi mà OG chơi, OG còn chơi cả no tail cầm NP đấy. Tức là lúc mà combo cây... là NP sẽ chụp cây xung quanh người tóc xanh. Bột cười dã mà. Để không phải đi tìm cây. Ờ chụp cây xung quanh người tóc xanh thì tóc xanh em. Không có cây thì tạo ra cây thôi. Anh nhớ là combo đấy là OG chơi cái hồi mà iFox chưa sửa lại là map sẽ hồi cây nhanh. Đúng rồi. Bây giờ thì map hồi cây nhanh rồi. Không còn thiếu cây như ngày xưa. Hồi đấy là ném hết cây xong mà thẫn thờ luôn. Ờ không có cây luôn mà. Bây giờ cây thì hồi nhanh, không lo lắm. Ơ ờ, vâng, Lina một pha đi lỗi thì phải. Đứng cao và đi stone tót vào trong trụ. Rõ ràng nếu mà đánh một con Lina mà đánh khéo thì gần như là Tiny không làm gì được. Chắc là anh ta cố gắng harass đối phương quá, thế là bị đối phương top ngược vào. Thì Tiny đi với cả Lina không nhất thiết là phải combo chuẩn chỉ theo kiểu top lên đổ đá. Đổ đá trước và qua sau top ngược lại trụ được. Ở dưới này thì Pago hút win đi với cả Medusa với cả Nick Assassin ở con Medusa nó, khi nó còn bắn chết cả hai cơ. Game này thì có một cái lo duy nhất dành Luna đó là SD. SD một trong hero counter Luna chặt luôn. Bật BKB thì nó slow mình. Mà bình thường thì nó tạo bóng của mình ra vẫn khỏe. Thường thì SD đánh Luna thì để thắng sẽ trên 50%. Thường là như vậy. Nào combo úp lại sau đó là ném lao cộng với cả những cái chạc Shadow Poison mà trên người God King có. Ô nổ chạc rồi à? Vâng, Boboka đã nổ rồi các bạn ạ. Anh ta không sử dụng tích để dùng thêm chạc nữa. Chính ra là nên dùng cái sở tích này để có thể tích chạc thêm, nhưng lại nổ chạc luôn và Luna không chết. Dạ em nghĩ cái việc đánh không chết với cả cái việc đánh cho đối phương ít máu, cái việc đánh cho đối phương ít máu phần nào đang ổn hơn khi mà đi với cả một Luna. Luna nó sẽ không dám tham láo. Nhưng mà những cái mạng đầu tiên thì vẫn được mà. Mạng đầu tiên có XP, mình lên level cao mình khỏe, đúng không? Được. Mình với cả đồng đội lên level sớm mình khỏe. Dưới khu vực land boss này thì thực sự là các thành viên với phía IG đánh hết máu này rồi không kiếm vẫn ngồi pha bình thường. Phải là hết máu theo kiểu gần đất xa trời cơ. Thì cái này vẫn còn lưng lửng lắm. Lưng lửng. Pick hai con máu giấy đi với cả Medu. Medu mà tăng mắc rắn. Thả cho một con rắn vào người thôi là mỗi ông lưng cây. Pago xong còn hút wing đi lên cả Medusa không dễ chịu một chút nào đâu. Xung quanh mid có rất là nhiều những mắt cắm ra. Hai cái mắt đến từ bên phía của Aster để bảo vệ Lina. Nào. Úp lại đáp lao về. Tích được mấy chạc rồi. Hai chạc, ba chạc chưa đủ. Nổ sớm thế. Mà đã quả đến nổ đi thì cũng phải là XS đập khiên luôn. Sao là anh đặng căn hơi ấy. Có mạng cũng là ok rồi, một đều. Người có phong lắc thì là Luna em ạ. Tính ra là không lại. Luna có phong lắc, nó giàu. Nó về nhà nó mua đồ, hồi đầy máu. Em nhìn thì cố gắng ném theo cái cây harass Luna một chút thôi. Khu vực land mid thì đang pháp ổn đến từ Tiny. Dưới bot này thì đúng là cái kèo Pago hút win đi với cả Medusa, Nick Assassin rất khó thở anh em. Được đam phép của hai con này cũng không hề ít một chút nào. Medusa mà cộng sản block phải check đâu nhỉ. Nhưng mà thanh niên này lại không mua sen. Đó là một cái mắt để cắm block luôn.
Bộ đôi đến từ bên phía Aster mặc dù là cống một cái phớt lắt hơi tai hại, nhưng mà nhìn về lượng farm thì Luna đang rất là kém so với cả Medu. DD thì bị bớ khi mà Felix Silva cũng ra mid rồi, 2 điểm vũ quách trở lại là 1.8. Điều Medusa đang xanh quá nhỉ. Medusa phạm 32. Đây này Luna mệt đấy. Cố gắng bắt thấp máu nhưng không sao đâu. Trên top thì đây Panda đang cố đấm mọi người của Burak. Một cú bát. 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 Đây rồi. Đây rồi. Cái này thì là tỷ lệ ảo thôi. Khi mà càng đấm nhiều thì các bạn sẽ càng tăng lên. Nó không chỉ là 12%. Hit đầu 12 thì hit sau có thể là tầm 18. Hit sau nữa thì hai mấy. Đến bây giờ các bạn bát thì thôi thì nó reset về cái tỷ lệ cũ. Tiny ở mid farm cho mình được 31 con creep rồi. Thế là anh ta cũng có thể di chuyển vào cái cam nhỏ farm thoải mái. Đối phương không di chuyển ra phá quá là nhiều. Cái vấn đề của họ là con Medusa nó đang farm cực kỳ tốt. Trên top này hạ cũng đi được Flash Boy. Con King mất mình support rồi nhưng ta vẫn đang rất thổ báo. Phượng đã có level 5 trên người của Ikiget. Chưa làm nào cản được con Medu anh em. Medu 3.000 mốt tiền rồi. Được farm free. Có một mạng. Thoải mái. Lại trói lại. Ivy tiếp cận và tót ngược về. Red Panda slow đối phương bằng một cái Tarnulation. Nhưng mà đích đến rất kịp thời. Lina quay ngược lại dồn đam chết luôn chứ có vòi. Bubuka cũng đã đến. Cần phải có một cú úp lại. Nhưng mà người cần thiết thì là Felix CO3 cơ. Chứ còn tầm này chụp Distort không để làm gì cả. Felix CO3 đứng hơi xa. Không chụp được. Mặt nạ hút máu này. Đưa cho Medu thôi. Gửi ngay cho người đồng đội của mình. Hay là tạm thời farm tí. Cái này có 7% hút máu. Nhưng mà thôi gửi về rồi. Dota đang có một cái hơi buồn cười anh em ạ. Trận này có Medusa đánh cả Tiny. Chính là cái stun gây của Medusa là hóa đá. Nhưng mà làm sao bạn có thể hóa đá một con người đá được nhỉ? Nó vốn đã là cục đá rồi mà. Dota mà làm thêm một cái nhỏ nhỏ nữa là Medusa không hóa đá được Tiny thì hay. Úp lại cứu Medusa này. Một tên lăn bóng. Chúng ta thì sự vẫn chưa có những cái tương tác nguyên tố như thế. Thế ví dụ như em đang nói Tiny là hệ đá đúng không? Thế đúng ví dụ rồi. Đánh với rớt. Rớt giật vào Tiny thì không mất máu à? Đúng không? Đấy. Nếu mà Dota mà thêm cả hệ hiểm như thế nhá thì Banfix gọi là siêu đau đầu luôn. Banfix nhức đầu luôn đấy. Kiểu một bên Puppey không? Puppey làm ngay con rớt cho Nisa. Bên kia kỳ hói bảo Miracle. Mày ơi, thằng kia cầm rớt hay mày cầm Tiny nhá. Nó rớt mày có mất máu đâu. Xong. Nghe rồi đã chết não rồi. Nếu mà thêm cả băng lửa các thứ vào, không rõ là cái game này nó chuyển thành Pokemon hay là chuyển thành cái gì. Bây giờ bạn đóng băng phát. Đóng băng con em. Nếu mà có thêm hệ này thì phải có rất nhiều hệ. Tại vì hệ sẽ thường là giống Pokemon. Nên là đúng. Có con hệ côn trùng, có con hệ đất, có con hệ băng, có con hệ lửa. Và vừa trong lúc gọi là bàn tán một chút thì Aster họ làm được một mạng ở trên khu Grand Top nhưng cũng bị ING tổ chức đi gánh. Cái combo tốt Avalan xong rồi thêm một cú swap vào cổ nữa khi đối phương đang ở trên không. Lượng làm rất là lớn. 5-4 dành cho bên phía Aster. ING thì Tiny đang tổ chức được những cuộc đi gánh của những người đồng đội khá ổn. Và đang có những cái bãi stack dành cho Luna farm thêm. Nhưng mà phía bên kia chiến tuyến thì họ cũng sở hữu một con SD. Con SD có khả năng stack không hề kém cạnh đối phương một chút nào. Thậm chí là anh ta có thể stack 3 bãi cùng một lúc được. Sao trong Pokemon thì điện lại giật được đá nhỉ? Mình nhớ là điện giật vào đá thì có mất máu đâu. Không giật được. Điện giật vào cây với cả đá là như nhau mà. Hình như là như nhau. Nếu mà muốn ăn đá thì chỉ có lửa hoặc là nước thôi.
Bây giờ anh em bàn nhiều game quá. Lúc nãy thì bàn Dota 1, bây giờ chuyển sang bàn Pokemon. Pokemon hệ hiểm ngũ hành các thứ. Đá với đất khác nhau à? À, đá với đất khác nhau. Tôi biết đâu. Ờ, lại bắt được voi này. Chào bạn. Bạn voi có vẻ đẩy hơi nhiều nhỉ? Lông da thôi sao rồi. Trời này Arthur đẹp luôn đấy. SD thì counter đấy. Luna. Medusa về late cũng chả sợ Luna. Nói chung là có Lina chỉ cần không fit quá thôi là ok. Cố gắng giữ tempo, làm phản đam kịp và làm cho hai thành viên đến từ bên dưới thì mà gì mất khá nhiều thời gian, nhưng mà Flyby đang chờ thì phải. Thôi. Định chờ để làm thêm một cú sắp bóc cổ nữa mà không kịp. Phần cái trận này của Anji nghĩa tầm thời điểm mid game tương đối là khó chơi. Trận này Anji phải all in vào Luna, Luna phải out đồ rất nhiều thì mới chơi được. Còn không thì không cơ hội nào cho Anji cả. Ôi nhìn bãi cho tách. Ngon thế. Giờ thì có lẽ là phù lồng thôi, sẽ là phù hợp. Hơi cẩn trọng nhưng không sao cả, có mạng là được. Ném thêm một cái cây nhưng anh ta phản đam lại và làm là cố gắng lùi. Ui, bò, không bò nổi. 6-7 dành cho Anji. Nhưng mà chúng ta đang có một con Medusa rất xanh. Và Anji chưa chắc là đã có thể xử lý được. Phần bài game này khéo là phải lên defuse. Eco defuse. Em nghĩ là sẽ Blink là defuse rồi. Eco Blink chơi cả Medu thì phải có defuse rồi. Thì nghe có mặt ở dưới bot Belina cũng vậy. Chúng ta cùng chờ đợi một tiếng combat ở dưới bot. Vẫn chưa kịp tin thì Red Panda lại bốc hơi. Quá nhanh. Thanh niên cameraman là độc mắt. Chán thật. Thôi em vẫn chuyển sang Oga. Ấn nhầm rồi. Tay bắn cơm. Tay bắn cơm các bạn ạ. Anh ấn luôn nút X ra đúng không? Ờ. Biết rồi, ngay anh cũng nhận là tay bắn cơm mà. Sẽ được combat này xong rồi pause xe nhé các bạn nhé. Bao xe rồi, bao xe rồi. Wow. Sơ tách. 1, 2, 3, 4, 5. Tại vì là... 5K mansion. Xem nào. Ok, thời gian này bị lệch em ạ. Thế thì bây giờ anh phải tự bấm giờ đó. Má, tay bắn cơm cay thế. Bấm nhầm vào nút ấy. Mình sẽ đặt thêm khoảng tầm 2 phút nữa. Nhưng mà vừa rồi thì thời gian trôi khoảng 1 phút 30 rồi. Mình sẽ thêm 1 phút 30 nữa. Sorry anh em nhá. Má đang quay xong rồi đổi cam một cái ấn luôn vào nút X. Của em hay đang là chuẩn chân. Giờ. Của em đang chuẩn giờ so với thời gian delay ấy. Khung đồng hồ chính đang là 12 phút 4 mấy rồi. Thế bao giờ đến 13:57 bảo anh nhá. Ok, đến 13:57 bên trên 12 giờ ấy. Ok ok, em biết rồi. Nếu thế được rồi. Tay bắn cơm quá. Trong lúc đấy thì tôi sẽ radio cho anh em tình hình xảy ra trong 2 phút. Ok. Medusa vừa liếm hai bãi stack rất ngon anh em. Hai bãi stack trong đó có một Camenson stack 5. Carter có thể cắt thiên về Anji được không? Không được bạn ạ. Như mình đã phân tích là SD counter Luna, Medusa thì out lane. Mat thì có thể là chặn Luna cũng được. Trận này gần như là mọi thứ là ủng hộ cho Aster. Bây giờ bảo mình lại thiên về Anji thì nếu mà thiên về Anji thì tôi đang nhìn xem là có cái gọi là trông gì sáng sủa. Sáng sủa nhất thì anh nghĩ là có một Pango. Có một Pango là đúng. Là trông có thể gọi là phá được Medu. Nhưng mà chỉ là phá thôi. Nhưng không còn đam thì vẫn phải là Luna. Tức là con Pango này có thể quấy phá để cho Medusa không bắn được. Ok. Nó sẽ là những cái tình huống dead arm rồi là cộng thêm burn mana nếu mà anh ta lên được defuse. Sao đến 13:57 cho em ơi. Sắp 13:52 rồi này. 3 7. Go anh ơi. Rồi. Có combat luôn và người bốc hơi lại là Red Panda. Tranh tranh trên này hình như là đóng vai bò hư không hay sao nhỉ? Toàn quay trở về địa bàn của mình thôi. Toàn thì bốc hơi. 6 anh em. Medusa 8.300 tiền. Out được khoảng 2k tiền so với cả một con Luna rồi. Bây giờ thì tốc độ farm Medu rất nhanh. Đồ đạc trên người đã có cho mình một cái Yasa. Thậm chí là Manta luôn rồi. Manta và Dragon Lens. Dầu hướng tới Ives Cardi luôn. Ui combo con Nick này làm sao một combo được.
Bù đen còn farm cả Dương Lịch này thì khó quá. Luna bị Medusa hơn 2k tiền. Bobuka cũng đang farm gậy xanh rồi. Trận đấu này thì Bobuka cũng quan trọng. Đó là lý do vì sao các đội viên đến từ bên Aster họ đang nhả cho Bobuka farm một chút. Cái gậy xanh này nó sẽ thêm 2 trạc nữa, tổng cộng 3 trạc. 3 trạc thì chịu. Luna bây giờ một lần ok, một lần BKB thì có thể đỡ được coi như là không chết trong cái Demonic Burst đầu tiên. Nhưng mà hai lần sau thì sống kiểu gì tôi không rõ. Cái này break hai passive của con Luna cũng như là xuyên BKB. Anh ta có thể bật BKB lần đầu tiên để tạm thời sống chứ không né được. Khó. Nào mà chọn RNG trận này hơi dũng cảm. Thực sự là cái lineup này em nghĩ là rất khó chơi. Họ phối hợp với nhau cực kỳ tốt. Phải sốc phát chết được con Medusa luôn. Mà bên phía của Aster họ cover Medusa rất chặt. Trời ơi. Thì Luna bị bắt rồi. Thậm chí là chưa thấy Medusa đâu mà Luna đã toàn lên bảng. Oh my god. Như anh muốn phân tích từ đầu thì trận này chỉ cần Lina giữ được cái thế trận. Đúng thì rồi. Bên phía của Lina không cần đánh quá hai. Chỉ cần để cho con Tiny không quá xanh là được. Đúng rồi. Trận này thậm chí là Lina lại còn xanh luôn. Đã tăng chưa? Đấy, bắt sắp 5 mà trông còn thế này thì thôi. Bắt làm sao được con Medu hả anh em? Bốn người đi tổ quay của con Nick Assassin quá mệt. Bonet thì tầm này khỏe lắm. Hộ tôi cái. Và ôi tài xế không vô. Bonet kịp vào ulti rồi. Bonet kịp vào ulti rồi. Niềm tin của các bạn cực lớn đấy, nhìn Monet bắn kìa. Có SD úp xuống cover. Không thể dồn đam Monet tầm này được. Có Blink. Đam cực về. Ôi trời. Tôi cũng có Blink vậy lạ. Đang có góc đẹp dành cho God King à. Không được. Nhưng mà đồng đội chết hết rồi, đâm ra God King cũng chạy rồi anh em ạ. Cũng được em ạ. Monet và Wan Boom quá khỏe. Chờ này Luna sai rồi. Luna sai rồi anh. Luna nhưng lại không ban SD. Xong lại gặp Lina cả Medusa. Hai con này rất là out range so với có cả Luna. Có 3 con sợ con SD. Cực kỳ sợ. TB, Luna là hai con sợ đầu. Còn con Mockfing thì làm tạm. Con Mockfing thì ít ra là nếu mà có bị Demonic Burst thì vẫn waveform được. Thì vẫn chạy bình thường. Nhưng mà nhìn quả TB với Luna mà dính Demonic Burst. Đừng im. Đợi mà chết rồi. Spec anh. Chỉ Spec gặp Demonic Burst Spec thì vẫn hon lên rồi sủi. Chạy. Bật hon lên rồi sủi ra chỗ khác. Được mà. Spec không sợ lắm đâu. Thường SD thì pick ra để counter mấy con đấy thôi. Luna, SD, TB. À, Luna. TB với cả Mockfing. Ồ. Trên này lại là mạng của Hoodwing. Đẩy Phượng. Cố gắng chạy nào. Hết mana. Hết mana. Đẩy Phượng thì em nghĩ là vẫn... Shadowfin á. Shadowfin thì mình nghĩ là cũng đỡ. Shadowfin thì tại vì là nếu mà bọn kia sổ vào thì nó sẽ ulti ấy. Thì cũng đỡ. Đỡ tí. Đây ulti đẩy ra ngoài mà. Có rồi, 8k net chain sau 18 phút thi đấu. Và nếu mà các bạn để ý kỹ thì con Shadowfin là một con nó bị một cái. Là cái lượng đam chủ yếu của nó là đam xanh. Nhưng mà cái bóng tạo ra lại không có đam xanh. Nên là bóng của Shadowfin đập không đau. Nên là thường là những cái con nào đam trắng phải to kiểu Mockfing, Luna, TB thì đấm sẽ đau. Còn bóng của Shadowfin thì vứt đi. Con đấy thì đam chủ yếu là đam xanh toàn đam ảo. Có rồi anh em. 19 phút thi đấu, 7k net chain, 14-7. Luna là một con phải đánh Snowball. Bây giờ thế Snowball nó đang không có. Đây là một góc rất đẹp để Luna có thể bắt được. Dí được clip vào rồi. Nhưng mà Monet vẫn kịp bật Stone Gay. Tổ xong. Đóng lồng Luna đi ăn ngay một cái Stone Gay vào mặt cả 5 thành viên. Và đi Stone đang bị Luna đấm liên tội vào mặt. Brixio 3 né được Bustan may quá. Chỉ chết 2 thôi. Nhưng mà tôi thấy game này no hope rồi. No hope rồi.
Em đang tưởng con Medusa này nó đi láo, ai dè nó bay tơ ạ. Rồi ôi. Medusa vừa là một lao dạng carry vào. Mà hay đóng ra đóng vai bay tơ vì là sao? Medusa Đấy. Tanh. Anh ta có thể câu thời gian đồng đội đến. Chỉ cần bên kia mà combo lỗi nhịp và để cho Medusa tỉnh cái là thôi. Nó sẽ kịp bật stone gây và thế là hết. Giờ thì không thể có lòng. Và Red Panda định làm gì vậy? Em nghĩ là thua từ ban pick rồi, trông ban pick thế này thì khó đánh lắm. Bởi vì cái con Tiny nó không ổn trong trận đấu này một chút nào. Gì quả SD Luna chán lắm rồi đấy. Anh em nhìn Tiny đi mid kìa, Tiny đi mid 8k bây tiền giờ, đi chơi cái gì. Bây giờ SD mua thêm một cái sắc nữa là Medusa siêu khỏe luôn. Cái sắc này sẽ giúp cho con SD có thể cast được cái skill này vào người team mình. Và nó đóng vai trò là một cái debuff liên tục. Tức là Medusa sẽ không bao giờ bị đi down các bạn ạ. Bây giờ cứ vừa dính đi down của Bango giải luôn. Lại bắt tiếp. Một cái xác là xong. Trận đấu này kết thúc. Cứ dí vào cho Medu lên bắn thôi. Tập này có cái đam gì để giết con Medu đâu. Trừ khi là Medu đứng một mình. Mà thường thì Medu cũng có cho mình hai con bóng của Manta. Rất ít trường hợp để có thể dí được cái Eclipse. Hoàn toàn trừ con Medu. Đi Nga làm gì này thì đây là một pha đẩy không cần thiết nhá. Đúng. Hạ được mạng của Lina. Cả nét chơi thì rất khó cho các thành viên IG. Bây giờ họ muốn lấy cái trụ ai đấy cùng Ledbot với Tiny, với Luna. Đẩy rất nhanh. Nhưng mà SD có gậy xanh rồi này. Lăn bóng vào đến từ Flyby. Thậm chí là cắt một cái beam ra để tìm vị trí của đối phương. Flyby đang có một khắp lăn bóng đẹp. Không chết được SD. SD đang rất trâu. Ở phía sau thì lại đóng lồng được hai và mở stone gây từ Monet, anh ta sẽ giã chết cả hai người đây. Thậm chí Red Panda quay ngược trở lại. Ôi, đi stone ở đâu ra, tót Monet lên và Monet đấm chết cả đi stone luôn tiện tay. Bằng Eclipse mở ra nhưng Godking đang cố gắng để chạy, làm gì có lối cho anh ta chạy. Mask Blink vào găm giáo lại và Red Panda lồng ra để không cho Medusa có thể bắn, nhưng mà Godking thì đi rồi. Godking chết rồi. Red Panda cũng đi theo thôi, tầm này có Blink là chết chứ chạy đi đâu bây giờ. Hết rồi, Blink first vào người luôn. Hết rồi anh em ạ. Thua. Khánh cắt tiếp một tí nhá. Anh thấy có người gõ cửa. Để anh ra anh xem. Ok anh. Không biết là ai. 12k net chain. Sau cái đợt ban pick thì mình đã đoán cái trận đấu này có chơi cho Anji rồi. Con gì đi mid được. Tiny đi mid cả Lina thì họ hơi all-in quá. Cái chiến thuật của họ sẽ là mask gank. Tiny di chuyển dồn ganh nhiều, phối hợp với cả một con Pago nữa để snowball trận đấu cho Medu không farm được. Nhưng câu chuyện là đối phương có SD dồn vào Medusa rất là khó. Lại thêm một con Nick Assassin nữa, chỉ cần con Nick Assassin đứng cạnh hoặc là đứng trước thôi, những cái mục tiêu để bắt vào, một cái mục tiêu để bắt vào đã tương đối đau đầu với cho các thành viên RNG rồi. Tí vào một con Nick của Giáp Gai chưa bao giờ điều dễ dàng ở đấy. Như tàng hình đi canh co hero, ông nào mà bị bớ phát bật cái giáp gai là thôi, là cái nhịp dồn đao nó bị chậm lại rất là nhiều. Bây giờ thì Medusa level 20, 17k tiền trong người rồi, rất giàu. Sao để một con Luna 11k tiền đấu lại ở đây, thua hai đồ rồi. Crit 1, Yasa, thậm chí anh ta còn không có Manta, đang hướng tới cho mình đó là một cái BKB. Nhưng mà BKB trong giấc mơ của bạn thôi chứ mà bạn không lên được BKB trận này đâu. Tin là như thế, Medusa bắt đầu đẩy lên rồi, một cái lồng lại đóng đẹp. Họ hạ cùng kia mạng của Nick Assassin, Medusa lại mở stone gây lên và kết thúc luôn mạng của Luna. Cái gì thế này? Luna chết quá nhanh, Flyby cố gắng xây sủi về. Wildboom tràn lên. Monet thì vẫn đang sấy cung, bắn chết luôn cả mì gấu đỏ. 23-10, lại là một pha combat. Cố gắng all-in dồn đam nhưng không thành công, đối phương quá trâu rồi. Roshan đến tới khu vực Harosan để cho các thành viên của Aster. Con Roshan này thì sẽ xong rồi. Con Roshan ở phút 24 điểm qua một chút đồ đạc của Medusa thì chúng ta có một cái khiên Aegis, Crit 1, Ice Candy, Manta đang hướng tới Crit 2 và chỉ còn thiếu đâu đó là
500 tiền nữa là có cái Grid 2. Anh ta farm xong Grid 2 tôi không biết là các thành viên RNG lấy gì ra để đánh với cả con Medusa này. SD, gậy xanh, shard. Anh ta sẽ có thể búp được cả Demonic Purse vào người của Monet để giải đi những cái hiệu ứng khó chịu. Cố gắng dí vào Lam này nhưng mà thôi, Lam bỏ qua vậy. Còn Tiny nhìn thấy con Nick Assassin này còn chán thì anh em biết rồi đấy. Một con hero đi mid hiện tại đang cầm cho mình 9k8 tiền. Hơn so với cả SD đội bạn được K8 thôi. Cố gắng dồn đam qua Edmund nhưng đây là một con Dina đang rất trâu. Có cho mình BKB lại không chế Red Panda đây rồi. Một mặt đến từ Monet cộng thêm cả qua Edmund nữa là ra đi. Lina cũng sẽ là lên crit trong trận đấu này thôi, tôi tin là như vậy. Đúng rồi, cũng lại là một cái crit 2 nữa. Đội bạn thì là Tiny, là Pago, là Chồn Đùi, là Fade Void. Anh em nhìn lượng giáp của Tiny là 28 giáp. Và Luna thì cũng chỉ có cho mình 28 giáp đây thôi. Đây rồi, đây rồi. Trong khi đó 3 tầng huyền còn lại thì... Hóa ra là bác tổng trưởng của dân phố. Khiếp, bác cũng cẩn thận. Hỏi ai đi lẻ trong mùa Covid không để bác bớ. Đại khái là bác ấy hỏi xem là nhà mình có ai gọi là từ vùng dịch về không. Đây rồi, 16k rồi. Ai đủ dũng cảm để giết Monet không? Như mình đã phân tích thì game này khó để có thể cản cái Doom. Để Monet burst vào luôn. Đấy, anh nói cho mà. Đây sẽ là cái skill là để giúp cho con Doom để bắn liên tục mà không bị đi đam. Rồi, đi stone. À, Beru đang break nhưng anh đang không quan tâm. Beru đang bị cô lập. Beru lên bảng nhưng mà Beru có cho mình chết đây kíp. Thì anh ta sẽ có hai lần lên bảng cơ mà. Chết đâu, anh đã chết đâu. Đấy. Bây giờ mới chết ạ. Anh nói là có hai lần chơi kíp thì thôi. Không, quả đấy Borac còn úp Beru xuống mà. Mãi nhịp sau Medusa nó mới chết ạ. Luna lên đề xô ạ.